mạng của Lệnh Mẫu Phi. Sau này khi Vĩnh Kỳ trưởng thành, con nhất định sẽ hiếu thảo với người. Một đứa nhỏ thế này mà nói chuyện nghiêm túc như vậy. Mau đứng lên, qua đây. Đừng, đừng, đừng. Ngủ qua cả tới tỉnh An ngủ. Người đúng là tốt tuyệt. Nếu mà để tên tiểu đường ta này vô đây, bị nó dạy dỗ cho thì coi như là xong luôn rồi. Lệnh Mẫu Phi, người làm vậy là cố tình trốn nhi thần sao? Ta trốn một lần con tới 10 lần. Trốn thì có tác dụng gì? Mà thần thiếp cũng tới tuổi này rồi, không cần thêm một gạch nghiêng nữa đâu.